Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Hai ngày 21 tháng 9 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin xung đột Tập Cận Bình, Lý Khắc Cường căng thẳng đến mức nào. Căng thẳng giữa lãnh đạo hạt nhân và nhân vật số 2 trong hệ thống chính trị Trung Quốc là Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường ngày càng bộc lộ rõ rệt. Một trong những dấu hiệu đầu tiên của mâu thuẫn lịch sử được coi là thách thức đối với sự bền vững của chế độ này là phát biểu vào hôm 28 tháng 5 trong buổi họp bế mạc lưỡng hội của Thủ tướng Lý Khắc Cường thừa nhận 600 triệu người dân Trung Quốc có thu nhập thấp chỉ kiếm được 1.000 nhân dân tệ, tức là tương đương khoảng 3,2 triệu đồng Việt Nam mỗi tháng. Đây là hình ảnh toàn cảnh phiên bế mạc kỳ họp thứ 3 của Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc, tức Quốc hội Trung Quốc khóa thứ 13 tại Bắc Kinh vào 28 tháng 5 năm 2020. Ông còn cho biết hiện có khoảng 60 triệu người đang sống nghèo đói sẽ cần nhờ vào sự trợ cấp an sinh xã hội hoặc các hình thức hỗ trợ khác của chính phủ để tồn tại. Con số này dự kiến sẽ tăng thêm trong năm nay. Trong bối cảnh chế độ tại Trung Quốc đang cố tình bưng bít thông tin, phát biểu này được cho là một trái bom chính trị phơi bày hiện tại tồi tệ tại Trung Quốc đang phải đối diện, chẳng khác gì đang chế giễu tuyên bố thực hiện toàn dân thoát nghèo và xây dựng xã hội trung lưu vào năm 2020 của Tập Cận Bình tại Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 vào tháng 10 năm 2017 và tuyên bố phấn đấu GDP bình quân sẽ đạt vượt qua con số 10.000 đô la thông qua truyền thông nhà nước vào đầu tháng 1 năm nay. Phe cánh lãnh đạo tối cao của Tập Cận Bình ngay sau đó đã đồng loạt phản công chống lại các tuyên bố của Thủ tướng Lý Khắc Cường. Đứng đầu là ông Hoàn Khôn Minh, lãnh đạo cơ quan tuyên truyền của Đảng. Tổng cục Thống kê vốn trực thuộc chính phủ cũng ngay lập tức ra thông báo cải chính cách đánh giá của Thủ tướng về thu nhập của người Trung Quốc. Giới quan sát phương Tây nhận xét, dường như lãnh đạo tối cao Tập Cận Bình đang tìm mọi cách dập tắt mọi ý kiến bất đồng trong nội bộ, trước hết là của người đứng đầu chính phủ, trước khi ban lãnh đạo Trung Quốc bước vào cuộc họp kín quan trọng hàng năm tại Bắc Đới Hàn vào cuối tháng 7, đầu tháng 8 trong dịp cuối hè. Lãnh đạo họ Tập dường như lo ngại bị Thủ tướng Lý Khắc Cường lấn át vào thời điểm phương thức điều hành độc đoán của Tập Cận Bình rõ ràng đang để lại những hệ quả tồi tệ ngày càng nghiêm trọng cho xã hội và doanh nghiệp Trung Quốc. Và việc Thủ tướng Trung Quốc cổ vũ cho việc phát triển kinh tế vỉa hè để tạo điều kiện cho người dân nghèo có thể tham gia các hoạt động buôn bán nhỏ để có việc làm, thúc đẩy kinh tế cũng ngay lập tức bị hệ thống chính trị kiểm duyệt, loại bỏ. Đây là hình ảnh Nhật báo Bắc Kinh chỉ trích kinh tế vỉa hè. Truyền thông Mỹ Media Kinera đã đưa tin vào ngày 1 tháng 6 trong cuộc khảo sát tại thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông. Ông Lý Khắc Cường nói, kinh tế quầy hàng và buôn bán nhỏ đang là nguồn cung cho việc làm quan trọng đem đến sức sống cho Trung Quốc. Ngay lập tức, trên các kênh truyền thông lớn nhỏ của Trung Quốc tràn ngập cái bài ca ngợi và ủng hộ kinh tế vỉa hè. Tuy nhiên, chính sách khuyến khích người thất nghiệp chuyển sang bán hàng rong của ông Lý đưa ra chưa đến một tuần, đột nhiên có thông tin rằng Ban Tuyên giáo Trung ương dưới sự kiểm soát của Vương Hộ Ninh để tỏ lòng trung thành với ông Tập Cận Bình đã ra lệnh phong tỏa, yêu cầu truyền thông điều tra và xóa toàn bộ các bài báo về kinh tế vỉa hè. Vào ngày 7 tháng 6, Nhật báo Bắc Kinh đã đăng bài đả kích kinh tế vỉa hè không phù hợp với Bắc Kinh. Bài báo dẫn chi tiết quy hoạch gian hàng ở Bắc Kinh để phản bác cho rằng 109 quầy hàng này thực chất là địa điểm Bắc Kinh đã quy hoạch ngẫu nhiên nhiều năm trước và về cơ bản chúng chỉ được sửa chữa mới trong những năm gần đây. Bài báo còn liệt kê các loạt ảnh hưởng tiêu cực của kinh tế vỉa hè đối với môi trường cộng đồng như đường phố bẩn thỉu, hàng giả, ùn tắc giao thông và cho rằng không có lợi cho hình ảnh của thủ đô, hình ảnh quốc gia của Bắc Kinh và kinh tế chất lượng cao. Cùng ngày, tờ Nhân dân Nhật báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng ra bài kinh tế vỉa hè đang ấm lên nhưng không thể trở thành cơn sốt, đề cập đến các vấn đề đối mặt với việc hàng hóa tràn lan trên đường phố, ngõ hẻm, không ít người lo lắng về vấn đề giao thông bị cản trở. Làm sao để chất lượng hàng hóa được đảm bảo? Vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm sẽ giải quyết như thế nào? Và những lo lắng này hẳn không phải thừa. Còn đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV thì cũng công bố một bài bình luận nóng với tựa đề Kinh tế vỉa hè không thể vồ vập. Nhắc lại rằng nền kinh tế vỉa hè không phù hợp với Bắc Kinh, nói rằng quản lý đô thị của Bắc Kinh sẽ tăng cường kiểm tra và xử lý thực thi pháp luật đối với các quầy hàng và cho rằng kinh tế vỉa hè không phải là liều thuốc chữa bách bệnh và sẽ phản tác dụng nếu mù quáng chạy theo. Điều này càng làm nổi bật chính sách đô thị hóa mang tính phân biệt đối xử, đầy kỳ thị đối với dân nghèo hiện nay của chế độ Tập Cận Bình. Mối quan hệ giữa hai lãnh đạo cao nhất trong chế độ Trung Quốc đã trở nên ngày càng căng thẳng.
và hội nghị Bắc Đới Hàn sau đó đã diễn ra một cách bí mật và tuyệt đối từ ngày 1 đến ngày 16 tháng 8 năm 2020. Đây là hình ảnh ông Lý Khắc Cường đi thị sát lũ lụt ở Trùng Khánh. Chân đi ủng, ông Lý đã lội trong bùn để gặp gỡ người dân. Sau sự kiện không chính thức được coi là quan trọng nhất trong nền chính trị Trung Quốc này, ông Tập Cận Bình và ông Lý Khắc Cường lần lượt đến vùng chịu ảnh hưởng thiên tai lũ lụt như An Huy và Trùng Khánh. Tuy nhiên, trên truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ có thể nhìn thấy bản tin về ông Tập, còn ông Lý hầu như không có nhiều thông tin. Điều này cũng khiến cho các giới ngoại giao và nhà quan sát cho rằng đây là thể hiện của sự đấu đá trong nội bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và truyền thông nhà nước Trung Quốc lại tiếp tục tung hô ca ngợi ông Tập khi đăng một bức ảnh ông tự tin và oai vệ với nụ cười trước bức tường có khắc thư pháp của ông Mao nhằm thu hút sự chú ý của công chúng. Thì truyền thông lại lờ đi Thủ tướng Lý Khắc Cường, người cũng đã đến thăm một khu vực bị lũ lụt tàn phá khác, cách đó khoảng 1.000 km. Và việc hai nhà lãnh đạo hàng đầu của Trung Quốc cùng lúc đi thị sát hai nơi khác xa Bắc Kinh là khá bất thường. Vào ngày 20 tháng 8, hai ngày sau khi ông Tập đến An Huy, ông Lý đã đi thị sát ở thành phố Trùng Khánh, nơi lũ lụt vẫn đang tàn phá nghiêm trọng. Mang một đôi ủng đi mưa, ông Lý đã lội xuống ruộng nước đầy bùn. Thông thường, những hình ảnh như vậy sẽ nhận được lời khen của công chúng và những lời bình luận thủ tướng của nhân dân. Nhưng lần này thì không, có lẽ là do chuyến đi của ông đã không được truyền thông đưa tin trực tiếp để nhiều người Trung Quốc cùng biết. Chuyến thăm Trùng Khánh của ông Lý ban đầu chỉ được đăng trên trang web của chính phủ mà thôi. Các cơ quan truyền thông lớn của Trung Quốc như Tân Hoa Xã, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc và Nhân dân Nhật Báo, cơ quan ngôn luận của Đảng chỉ chính thức đưa tin về chuyến đi của ông Lý 3 đến 4 ngày sau đó. Một sự chậm trễ rất bất thường. Hơn nữa, khi đưa tin, các cơ quan truyền thông lớn chỉ xếp thông tin của ông Lý ở mức quan trọng thứ tư trong ngày. Các bài báo đều không đề cập đến thời điểm ông Lý đến thăm Trùng Khánh bởi e ngại người đọc sẽ đặt câu hỏi tại sao lại đưa tin quá chậm như vậy. Các cơ quan báo chí tại Trùng Khánh cũng đăng tin về chuyến đi sau một thời gian trì hoãn, bất chấp thực tế là ông Trần Mẫn Nhĩ, bí thư thành ủy Trùng Khánh và là phụ tá thân cận của ông Tập đã tháp tùng ông Lý trong chuyến đi thị sát. Và việc hạ thấp chuyến đi của ông Lý có thể là một nỗ lực nhằm làm nổi bật chuyến đi thăm An Huy của ông Tập, nhà lãnh đạo hạt nhân duy nhất của Trung Quốc. Và ông Lý cũng bị gạt ra ngoài rìa trong các cuộc thảo luận quy hoạch kế hoạch kinh tế dài hạn trong tương lai. Đây là hình ảnh Chủ tịch Tập Cận Bình chủ trì cuộc họp về các vấn đề kinh tế xã hội tại Bắc Kinh vào ngày 24 tháng 8 năm 2020. Vào ngày 24 tháng 8 năm 2020, ông Tập đã chủ trì một cuộc họp quan trọng được tổ chức tại Trung Nam Hải ở Bắc Kinh, nơi đặt trụ sở của Đảng và Chính phủ. Ông Tập đã lắng nghe ý kiến của các chuyên gia kinh tế và kế hoạch 5 năm tiếp theo và sẽ bắt đầu từ năm 2021. Trong số những người tham gia cuộc họp, có nhân vật số 5 của Trung Quốc là Vương Hỗ Ninh và nhân vật thứ 7 là Hàn Chính. Cả hai đều là Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị cùng với Phó Thủ tướng Lưu Hạc và Trưởng ban Tuyên giáo Hoàng Khôn Minh. Ông Lý, người chịu trách nhiệm về quản lý kinh tế, đã vắng mặt. Theo quy định, ông Lý vẫn là thành viên nằm trong cơ quan ra quyết định hàng đầu của Đảng ít nhất cho đến mùa thu năm 2022 và là Thủ tướng cho đến mùa xuân năm 2023. Tuy nhiên, nhân vật số 2 của Trung Quốc đã không chủ trì các cuộc thảo luận về kế hoạch năm 2021 đến năm 2025, không khó để nghĩ rằng ông đã bị cho ra rìa. Ông Tập Cận Bình cũng nhấn mạnh lại cuộc họp vào ngày 24 tháng 8 về tầm quan trọng của việc áp dụng tầm nhìn dài hạn, nắm bắt xu hướng của thời đại và tập trung trí tuệ sâu rộng để nghiên cứu tình hình mới và lập kế hoạch mới. Trên thực tế, ông đang chứng tỏ cho người dân Trung Quốc biết ai mới là nhà lãnh đạo thực sự và nói với họ rằng thời gian cầm quyền của ông sẽ tiếp tục kéo dài trong tương lai gần. Và số phận chính trị của ông Lý đang là một câu hỏi lớn thu hút sự quan tâm tại Trung Quốc. Đây là hình ảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. Thủ tướng họ Lý vốn rất được sự ủng hộ của giới cán bộ lão thành có quan điểm cải cách trong đảng và đôi khi cả trên thường quốc tế, bởi ông Lý Khắc Cường vẫn được coi là một trong các ủy viên Bộ Chính trị có quan điểm chừng mực. Ông từng gợi ý là luật an ninh quốc gia tại Hồng Kông cần được giới hạn trong phạm vi đặc khu Hồng Kông, chứ không thể mở rộng áp dụng với dân cư trên toàn cầu. Nhưng với tham vọng quyền lực độc tôn, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không thể ủng hộ những người mà những lão thành tiền bối hậu thuẫn. Giới quan sát phân tích, nếu như tính đến các hậu thuẫn mà Lý Khắc Cường có được từ một số lãnh đạo lão thành như cựu Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào, ông Lý Khắc Cường có thể tiếp nối các con đường của Lý Bằng, tiếp tục là Ủy viên Thường trực Bộ Chính trị sau khi kết thúc nhiệm kỳ Thủ tướng,
có dự báo là ông Lý có thể thay thế Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Lật Chiến Thư. Tuy nhiên, cũng có khả năng là ông Lý Khắc Cường bị gạt ra ngoài, như trường hợp của ông Lý Nguyên Triều, từng là Phó Chủ tịch Trung Quốc, Ủy viên Thường trực Bộ Chính trị vào năm 2017. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Hai ngày 21 tháng 9 năm 2020 với bản tin Xung đột Tập Cận Bình, Lý Khắc Cường căng thẳng đến mức nào. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.